đầu tiên, chúng ta hãy lắp ráp một xe rải phân bón. Đừng dừng lại. Đầu tiên, hãy tiếp nhiên liệu cho xe rải phân bón. Chúng ta đã làm được rồi. Hãy cùng chuẩn bị gấp trước khi trồng cây. Hãy bắt đầu tạo bọt trên máy nào. Chui sạch vết bẩn khỏi máy bằng bàn chải. Giờ hãy cùng rửa sạch bọt nào. Xong. Chúng ta cần lắp ráp một máy trồng cây. Cứ làm tốt như thế. Và bây giờ chúng ta cần tiếp nhiên liệu cho máy trồng cây. Hãy trồng những cây non. Chúng ta cần rửa máy trồng cây. Chúng ta đã làm được rồi. Đầu tiên, hãy cùng lắp ráp xe tải phun. Và giờ ta cần nạp nhiên liệu cho xe tải phun. Đừng dừng lại. Hãy tưới cây để chúng sinh hoa kết trái tốt. Hãy cùng rửa xe tải phun. Cứ thế nhé. Chúng ta cần lắp ráp máy cắt tỉa. Rồi. Và bây giờ chúng ta cần tiếp nhiên liệu cho máy cắt tỉa. Chỉ thế thôi. Cành khô sẽ ngăn cản cây phát triển. Hãy loại bỏ tất cả các cành thừa. Hãy rửa máy cắt tỉa.
tuyệt vời. Đầu tiên, chúng ta hãy lắp ráp một máy thụ phấn. Chỉ thế thôi. Hãy cung cấp nhiên liệu cho máy thụ phấn. Bạn đang làm thật tốt. Hãy thụ phấn cho hoa trên cây để thu hoạch bội thu. Và bây giờ chúng ta hãy rửa máy thụ phấn. Chỉ thế thôi. Đầu tiên, hãy cùng lắp ráp xe lấy mẫu đất. Và giờ ta cần nạp nhiên liệu cho xe lấy mẫu đất. Cứ thế nhé. Hãy cùng kiểm tra độ chín của cam trước khi thu hoạch nhé. Hãy cùng rửa xe lấy mẫu đất. Cứ thế nhé. Hãy lắp ráp máy rung cây. Thế thôi. Hãy tiếp nhiên liệu cho máy rung cây. Hoan hô. Hãy cùng thu hoạch cam nhé. Chúng ta cần rửa máy rung cây. Xong. Chúng ta cần lắp ráp một máy kéo chở hàng. Thế nhé. Hãy cung cấp nhiên liệu cho máy kéo chở hàng. Chỉ thế thôi. Hãy chọn những quả cam chín nhất để làm nước ép. Và bây giờ, chúng ta hãy rửa máy kéo chở hàng. Hoan hô! Chúng ta cần lắp ráp xe tải có máy che.
Hãy nạp nhiên liệu cho xe tải có mái che. Đừng dừng lại. Hãy mang những quả cam đến nhà máy chế biến nước ép nhé. Và giờ hãy cùng rửa xe tải có mái che. Cứ làm tốt như thế. Chúng ta cần lắp ráp xe nâng. Dừng lại. Hãy tiếp nhiên liệu cho xe nâng. Tuyệt vời. Hãy rửa cam trước khi bắt đầu làm nước ép. Chúng ta cần rửa xe nâng. Tuyệt vời! Hãy cùng lắp ráp xe tải nào. Hãy nạp nhiên liệu cho xe tải nào. Tuyệt vời. Hãy đóng chai nước ép cam. Chúng ta cần rửa xe tải. Cứ làm tốt như thế. Chúng ta cần lắp ráp một chiếc xe tải hàng chợ. Sẵn sàng. Hãy tiếp nhiên liệu cho xe tải hàng chợ. Khoan hô. Hãy giao nước cam thành phẩm nào. Tuyệt vời. Bây giờ tất cả mọi người đều sẽ được tha hồ uống nước cam.